bạn của chúng ta, Bảo Răng Mẹ, đã chịu rất là nhiều những lời chỉ trích từ phía đồng nghiệp, anh em, bạn bè. Bảo ơi, anh đã đặc biệt đến những với những biệt danh như là Bảo Răng Mẹ, Bảo Răng Mẹ, Bảo Gờ Bờ, Bảo Gờ Bờ, Bảo Gây Bôi, Bảo Gãi Bưởi, Gãi cái gì đó, Gãi Bắp, Gâu Gãi Bắp, Bảo. Nhưng mà không thể như vậy hoài được. Đúng rồi, không thể như vậy được. Hôm nay chúng ta sẽ làm cho Bảo trở thành một con người mới, một con người đỡ xấu một tí. Khó quá vậy. Trên Facebook của Bảo ơi, làm sao cho nó đỡ xấu được? Em đã làm rất là nhiều cái research trên Facebook của Bảo. Nó khó quá vậy. Rất là nhiều những hình, cái kia em tìm được những cái hình lên đẹp nhất. Những cái hình đẹp nhất của Bảo. Trời ơi, tấm hình đẹp nhất là tấm này nè. Tấm này là không biết là vậy. Tấm này là tấm đẹp nhất của Bảo rồi, Bảo ơi. Bảo ơi. Chúng ta sẽ phải chọn ra một tấm. Ối, nhưng mà chúng ta phải chọn ra một tấm nào đó. Lấy tấm này đây, tấm nó YouTube nè. Ok. Ok. lấy tấm này về. Làm sao cho nó đẹp đi trời. Ơi là trời. Thứ Bảo thiếu là gì? Bảo hơi béo. Trai đẹp 6 múi. 6 múi. Ok. Ok. Rồi. Cái hình nào thì sẽ đẹp nhất cho Bảo? Cái này nè. Ôi, cái này góc nghiêng rồi. Để góc nào góc thẳng á, tìm này đi. Hơi mờ. Là mấy cái góc thẳng á nè. Ồ. Đây. Ok, lấy tạm mặt cái này về. Bảo. Vừa khiếp. Thấy tội nghiệp Bảo nhà mình quá. Chỉnh tông màu lại rồi. Phần tiếp theo cứ để cho Mark. Ôi, khớp rồi. Đầu hơi bự. Mark sẽ làm gì đây? Huê. Chết rồi. Trời. Đỉnh cao. Trời ơi, đỉnh cao. Wow. Bây giờ là sao? Ôi, đánh lại đúng luôn nè. Ấy bây giờ mình sao mà dư cho cái đánh tài đánh ba. Ừ, đúng, bị dư cái lỗ tai rồi. Giờ sao mà đánh cái mặt Bảo láng láng đi. Vậy thì lỗ tai thằng kia đẹp hơn. Bảo còn có một biệt danh là Bảo tay thối nên cho Bảo lên đường cái lỗ tai luôn đi. Vừa tay thối mà vừa cờ thối nữa. Cờ thối là chân thối, cờ thối là chân thối. Bây giờ sao mà đánh cái mặt Bảo láng đi. Cái công cụ bây giờ cái da của ai là láng nhất nè? Da Ngọc Trinh, đúng rồi. Trời ơi, da Ngọc Trinh. Ok, mình sẽ lấy mặt này. Wow. Đây là mặt của Ngọc Trinh, thì đây là mặt ôi ấy nè. Đó. Đây, trời ơi. Trời ơi, đẹp quá. Đó, trời ơi, da trắng sáng. Bây giờ mình chỉ cần copy da của Ngọc Trinh đắp lên mặt à. Ủa trời ơi, cái này được không trời? Khó quá vậy. Copy da Trinh mà đắp vào mặt Bảo. À, má ơi. Ghê. Trời ơi, kinh dị. Ơ, có fan gọi luôn kìa. Alo. Alo chú hai ạ. Ồ, sao biết chú hai vậy? Ghê giờ có sao hận chú luôn. Rồi, gọi anh chú có gì không? Không có gì hết. Ủa vậy thôi hả? Dạ. Ok, chúng ta đã kết thúc 2 phút gọi điện cùng fan, chúng ta cùng tiếp tục. Yên tâm, ở đây có nhà phẫu thuật gia Mark. Okay. Nhìn mấy bạn nhìn mặt mình, mấy bạn cũng đã biết là mình phẫu thuật tốt hay thế nào rồi. Bảo, mặt Bảo đến độ mà mấy fan phải nhờ đến cái trung tâm phẫu thuật của chúng ta để chỉnh sửa đi. Uầy. Làm sao chỉnh lại màu cho không? Perfect. Trời ơi, nhìn Bảo như sơn tùng ấy. Wow, như sơn tùng ấy. Đổi màu lại đi. Nơi này trôi. Lẹt trôi dưới đời. Lẹt trôi. Ôi. Yes! Rồi. Bảo ơi, đẹp trai Bảo ơi! Mà đẹp quá! Mày đẹp trai quá Bảo ơi! Bảo đẹp trai kinh khủng luôn á! Nhau mũi mới bị giọng tường vô rồi. Đẹp thôi! Bây giờ mắt nè, bây giờ con mắt nó hơi kỳ nè. Bây giờ mình chọn con mắt ai là tốt nhất anh? Trang Thanh Sang.
Oh, oh my god. Trời ơi, ngày xưa nhìn nam nữ tính vậy mà sao trời ơi thay đổi ghê vậy. Wow, một anh sáu múi bạn ơi, bây giờ mình sẽ ghép chân mày này vào chân mày của anh Bảo. Nhìn đúng chân mày, con mắt đúng nam tính luôn. Ừ. Ô, gọi đi gọi nữa. Ê, để nghe tiếp. Ok, chúng ta cùng nhau tiếp tục với điện thoại thì... Alo. Alo, chú nghe. À, anh chú nghe nè. À, mít hơi không, mít hơi em. Không em ơi. Ủa, thì anh đâu quen mít hơi đâu, biết số điện thoại mít hơi trời. Được, tắt luôn. Ok, bây giờ chúng ta cùng tiếp tục với chương trình phụ thôi. Thôi rồi, tiếp đi. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu với đầu của thanh niên này. Thì chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần đôi mắt và cái mũi phải không? Ôi, con mắt không cần mũi ba. Trời ơi, cái lông mày Bảo nhìn như sâu róm rồi, coi lông mày người ta nhìn. Mọi người nhìn đi. Nam tính đầy mình luôn á, nhìn vô phát nam tính hình như cái mắt người ta hơi nhỏ, không biết có cân với cái này không. Thì chúng ta sẽ có thể chỉnh sửa thôi. Cái này chơi nè. Đó, giải trí và lời. Cái này kiểu chuyển chiêu. Ôi, trừ lại con mắt cho anh Bảo đi, để người ta còn biết đây là Bảo thì... Ôi. Ôi, vậy mày lấy mắt làm chi à? Em lấy chân mày. Em lấy chân mày vỏ đẹp. À, để mắt một con mới đẹp. Mắt một con á. Lấy một con của thằng kia, con của mình. Ê ê ê ê, bây giờ mà muốn thằng Bảo nó tay á là mình phải đổi trồng đen cho nó. Đổi trồng đen? Ừ, tại vì người mắt nước ngoài người ta là mắt xanh chứ không phải là mắt đen. Em bây giờ tới tóc đi. Tóc bây giờ anh nghĩ là tóc tới ai nè? À, củ tỏi. Ui, củ tỏi ơi. Công nhận chữ củ tỏi. Đó. Wow. Ôi, quả tóc này không có. Ôi, đây rồi. Chính xác. Chúng ta cần tìm. Trời ơi, đáng lại phải lấy cái quả mắt này nè. Khiến vô. Ôi. Ê. Rồi. Anh như đội mũ bảo hiểm vào đầu ấy. Đấy rồi. Vậy định chút. Wow. Wow. Magic. Trời ơi, anh ấy có một đôi môi của Ngọc Trinh. Đôi mắt của Chan Han San và đầu của củ tỏi. Có thiếu gì với ông Bảo không ta? Mắt thôi. Trời ơi, thấy đúng truyền thống thì chúng tôi cần một cái thứ. Ủa? Như vậy. Tiếng PNG chứ. PNG. Đó. Quá ta. Đây rồi, đến công việc của mắt. Nó chẳng có vấn đề gì mới thôi. Nó có cái cách chơi trên mặt Bảo luôn rồi. Mày không biết cái cách chơi chuối, điều gì vậy đó. Oh my god. Bảo nó phải thay đổi 180 độ. Có thể Bảo bây giờ có thể đi thi The Face được rồi. Với cái quả ngực lọt khe như Bảo thì Ngực của một anh Thái Lan nào đó. Môi của Ngọc Trinh. Đúng. Mắt rồi. Của Chan Han Yan. Và đầu của cụ tỏi. Thì Bảo có thể với quả chuối có mặt của mình. Đúng rồi. Và còn con chó kế bên thì có, con chó này là ban giám khảo luôn rồi. Nó là một phần của chúng ta. Ok, thì công nhận là thực sự là Bảo đã thay đổi rất là nhiều. Thì mong là Bảo sẽ tiếp tục thay đổi như vậy. Thì các bạn muốn bọn mình phẫu thuật thằng nào, á quên, mình phẫu thuật bệnh nhân nào tiếp thì mình sẽ hãy để lại dưới comment của mình sẽ càng quét. Phẫu thuật. Bye bye.